Xin chào tất cả anh chị em nhé. Anh ơi, anh chị em đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với hành trình gửi lon nhé. Còn 3 chương nữa thôi, sắp phá đảo rồi. Phá đảo cho nhanh đi rồi, để rồi chúng ta còn chơi những tựa game khác. Chơi Shadow of Rome chứ. Nhưng mà mình báo trước là cái phần chơi Shadow of Rome nó sẽ kinh dị lắm đấy. Nhưng mà không phải kinh dị theo hướng máu me bạo lực đâu. Mà nó hơi nghiêng nghiêng về một chút về kiểu tâm linh ấy, hù dọa. Cho nên mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước khi coi xem nha. Và tốt nhất là đừng có coi trước khi ngủ, mất công ngủ không ngon. Thiệt, mình nói thiệt đấy, không giỡn đâu. Rồi, mua bản đồ từ ông này. Anh không có sợ dơi đâu mấy cưng. Văn bia hang sói mòn. Mới có diễn ra cái sự kiện PlayStation Showcase, không biết mọi người coi chưa không? Mình thấy có một số trailer game mới hay. Mình thì cũng chưa coi hết, mình mới coi sơ sơ. Nhưng mà thấy có Final Fantasy này, Final Fantasy 16, rồi Alan Wake với là một số tựa game khác nữa. Mình cũng chưa coi hết, để mình coi có cái trailer game nào hay hay mình sẽ up lên trên kênh cho mọi người cùng thưởng thức. Không biết mọi người có muốn xem không? Muốn thì để comment để mình biết nha. Cầu tàu. Ở đây có cái này chưa lấy được đâu. Cái lần trước không biết đứng đứng đó tốn đóng là gì. Cái gì mà nó không chết kìa. Mấy con này sao nó toàn mọc đầu không vậy? Ở chỗ này đừng có nhào vô gọi, đông lính lắm. Nhào vô lạng quạng mà lên đường ấy. Báo động rồi. Lại cái thằng đầu heo này nữa. Lên gốc lắc nhanh. Cho mấy mày biết thế nào là sự lợi hại của bậc thầy gốc lắc. Wow. Ấy da. Với ai? Wow. Đầu dữ luôn kìa. Này bọn nó mọc đầu dữ lắm. Chạy vô cho súng bắn đi. Đứng góc lắc không đi đâu.
Rồi cũng hơi nhiều quá. Thôi ăn cái máu đi. Có nên không? Không. Không nên. Giờ chưa cần đâu. Tại lẹ đi. Sao không rớt đạn vậy? Còn đứng ở dưới kìa. Wow. Đứng đâu rồi? Chết cháy đi con. Bắt chưa? Hào đạn khiếp. Vòng tay ngọc trai. Ok. Mà là thiết kế sẵn gốc lắc. Chim hồ bị bao vây bốn phía, tốn nhiều máu lắm. Rồi chỉ vào đây đi. Mưa gió. Ơi, cẩn thận nha. Ủa, cây thuốc đỏ mới thấy đây. Đây, 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 đây. Nhớ có cây thuốc đỏ mà. Xài luôn. Đảm bảo máu lúc nào cũng full. Vậy mà không cho chui vô. Rồi chỉ chỗ khác đi. Còn bấm hồi chúng ta đi qua là nó tẻ đấy. Lại tìm. Cho đại đi. Trên này có gì không? Có đạn cũng đỡ. Có chưa ta? Map ai ở đây đây có cái thùng. Magnum tuyệt vời. Magnum hiếm lắm. Kiếm được viên nào hay viên đó. Chỉ có đi đường vòng xíu cho nó lành. Nguyên có nguyên cái hũ luôn mà không lấy được. Rồi ở đây hết nha.
Không cho mày cơ hội đâu. Biến hình nữa. Wow, wow. Nó chạy. Chết chưa? Ồ, có con ký sinh trùng kìa. Nó còn ngoại cũng lớn luôn. Có chế được đạn gì không? Súng lục. Hào quá. Biết sao? Phía sau có cái gì? Ở dưới à? Dưới này có gì đâu? Ai nấp đây không? Đạn mắt đúng mong lành hai viên cũng được, có còn không nghe tiếng tụi nó trên đồng lắm đấy, chơi độ khó cao nhất là bảo đảm lúc nào cũng đông. Giả từ nhé. Rút súng. Trời ơi. Không cần đạn ở đây nữa. Chỗ này không qua được. Chào cưng. Dao mình nâng cấp gần mát luôn rồi, như là mát luôn rồi đấy. Còn cái cuối cùng thôi, nó tăng cái sát thương gấp 5 lần. Linh miêu vàng. Linh miêu vàng khảm đá quý. Một viên. Hai viên. 36k. Hai cái này không xài nữa. Họ bán luôn. Rồi, khu này hết nha. Phải. Nó có báo rồi, cứ mạnh dạn mà đi. Giờ mình cũng chả cần có báo nữa. Cơ bản là súng nó nâng cấp hết hết. Ba thằng mà
Chết chưa? Vẫn chưa chết. Tao phải nhờ cái sọt ngân nữa. Quanh quá. Đạn súng lục chứ. Rocket Lancer. Ôi. Ha cubierto. Coitza mazi. Nó cầm rocket. Mình quăng mìn, nó cũng quăng mìn. Ờ, không được, lui. Cái này đồng quá. Một nha. Từ đi. Chưa. Cũng có. Đóng đóng cối gì. Nó là miếng hình được rồi. Ây da. Đạn đâu? Sao đạn quá? Nào phía sau là biến hình được rồi. Đấy, lắm đẹp lúc cần đạn phá cháp mình luôn. Ôi con này bắt được rồi, xài bớt quả đi, nhiều quá. Con đoạn đường tốn đóng đạn. Vấn đề là quá đông, lần xuất hiện cái chục con nữa.
Wow. Cho tụi nó ăn bớt một quả lựu. Có thằng cầm rocket. Xài thôi. Hết trường đạn luôn. Đáng. Ủa? Chúng nó không vô đây à? Bắn gì mà không bể? Ây da. Hai lũ đạn lớn, ba lũ đạn chó. Ây da. Súc sanh này. Chết, chết thằng chó. Nghe là uống lần hai phát chưa? Sắp bụp luôn. Phương xa xa rời tử. Bệt nó ý định chưa xa xa. Mày quá có cỏ. Rồi nó biết mình sắp bụp nó cho cỏ quá trời. Quá chẳng hào. Đạn diệt hết sạch. Phương bị lộng lẫy nữa. 100k nữa. Đầy hết rồi. Trong mình mới có. Nhận lên đảo bọn lính nó đông khiếp. Ôi, ôi. Mà thấy đấy. Mà là nghe tiếng đấy. Nó cho lùa, nó cho lùa thôi. Lùa ngay. Nghe tiếng bơm. Đạn súng lục, ok.
con mền đây đúng không? Lại đây. Ngu. Đây này, nãy leo cầu thang lên đây này. Mưa à? Ôi ngoài trời đang mưa. Ồ, để dành chế đạn sọc kênh đi. Sọc kênh nó sẽ cứu chúng ta nhiều bàn thu trông thấy. Check map coi. Không có sót cái gì. Đạn súng trường, ok. Đạn sọc lên được. Ôi mưa lớn lắm mọi người ơi. Nghe tiếng mưa rồi. Tiếng lớn. Biết mọi người có nghe không? Không có bỏ sót gì nữa. Bọn kia xuất hiện đâu không? Hết đạn luôn. Trời ơi, cho có thật anh tím. Đúng kêu. Kêu quá xá là kêu. Cho thêm đạn đi. Chưa hết sạch luôn. Còn có ngã từ nữa chứ. Mới gì tiết kiệm được mấy gì lắm. Nói trong đây cần phải có đạn của cây kia. Xanh. Đấy. Shit. Không có cơ hội được cưng. Anh dở trò đê tiện trước mặt anh. Vẫn chưa hết.
áo bóng màu chìm. Cái gì vậy? Cái gì mà trời đạp cái gì vậy? Nghe giống như chữ có con gì nó đang quằn quại. Ồ không không, cái này đó là cái điện, điện trên cây gậy của nó. Trăm mười hai ca rồi. Mình có gì? Tôi cần thêm đạn. Tôi cần thêm đạn. Cho thêm đạn đi. Rồi tiền chứ, tiền nhiều lắm rồi. Phải đạn xuống trường. Cho 4 viên. Sọt đinh hết, tiểu liên hết đạn luôn. Đúng kiểu nghèo rất mồng tơi. Ây da. Phải, phải thế chứ. Tiểu liên thì bắn nó hơi hao đạn. Tiền hoài vậy, không cần tiền nữa đâu, không cần tiền nữa đâu. Ông thương nhân cũng không bán đạn cho mình mới đau chứ, phải chỉ ông bán án số lượng ít thôi cũng được, vấn đề là ông không bán luôn. Đủ đạn nổ, ok. Ở đây con cái biết đâu bất ngờ, đúng không? Ủa? Ồ, cái này không có nhiệm vụ săn chuột. Đã gặp anh tiếng. Không cần, không cần. Đâu bất ngờ hả? Như ngày xưa rồi diễn. Nhập con cá. Trời ơi, ông này ông xiên, ông nướng gà ông để trong đây. Cho tôi bán cho tôi được không? Mà nghi lắm nha. Trên đây từ hồi lên đảo không thấy con gà nào mà toàn thấy mấy thịt này. Chưa biết chất lượng của nó ra sao, nhưng nghi lắm. Sử giáp. Tăng hỏi là gấp đâu, tăng sức mạnh lên được. Còn gì nữa đâu. Nâng luôn. Mát dao rồi đấy. Sau này gặp lại cái thằng Browser kia sẽ biết tay anh. Xuyên thủng 5 mục tiêu 8k để dành ngày nha. Chỉ quá nhỏ gần tay một trai. Thiết bị hình gặp phương là bán luôn. Còn cái nguyên nguyện nữa thôi. Ô, nâng cấp luôn cái này luôn. Rồi, full hết súng luôn. Full hết rồi, bây giờ chỉ còn cái gì mà mình không. Còn súng bắn nỏ rồi, mà súng bắn nỏ mình không xài nữa. Súng bắn nỏ mình không xài nữa rồi. Kiện với đỡ sử giáp sử dao
nhưng không còn gì để nâng cấp nữa. Đấy. Trứng gà. Bây giờ chỉ có thiếu đạn mà chứ không thiếu gì. Quên 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 quên. Tới đây phải nhớ chúng ta phải đem cái ống nhòm tầm nhiệt ra. Bên đây, bên đây. Cấp vô. Đấy. Tới đây mình đem cái này ra mình hiểu đúng không? Sắp phải đó có cái gì đúng không? Phòng đông lạnh, phòng giải phẫu bên này. Bích đạn trong nơi. Khóa level 2 có hai cái này. Đi thẳng rồi phải phải giải đố đây nữa. Buồn đông lạnh à, rồi nghe tiếng rồi đấy nó kìa. Tới đây là hao máu nữa cho mình xem. 4 viên bất tử diệt nó không. Thông báo phòng thí nghiệm. Rồi tới phòng giải phẫu để lấy rải thề cấp 1. Sau đó phòng đông lạnh để nâng lên thành phải từ cấp 2 à, à phòng nuôi cấy chứ, phòng đông lạnh phòng nuôi cấy. Căng quá, căng quá. Mở cửa này ra luôn. Cửa này sẽ giúp chúng ta đi về đây. Đừng có hồ thôi nha. Này chủ yếu nó làm cái không khí ghê thôi chứ. Mấy con này nó không ghê lắm. Phá cửa luôn. Nguồn điện. Rồi, rồi, rồi. Tốn nóng rồi chị. Ui. Nghe tiếng nó thở sau lưng thì ghê quá. Nó trong phòng này nè. Đạn súng trường còn thiếu. Thiếu thuốc súng. Nó đang cấy thí nghiệm cấy mấy con ký sinh trùng lên.
ký trực tiếp lên trên Regenerator. Với tôi kiểm soát được mọi thứ mà hay lắm. Đấy, kiểm soát đấy. Đã từ cấp 1. Ừ. Kìa kìa kìa, nó đứng đứng kìa. Ngay cổ tiếp thì nó đang đứng sẵn rồi, đứng sẵn ngoài kia nó chờ mình luôn. Ghê, có súng đạn trong này không? Phòng giải phẫu đã xong, phòng bên đây nữa. Rồi đừng bảo con nữa nha, thỏi vàng không cần gì, nó đứng cần. Đây, rút xích. Rút xích, rút súng rồi, chế nhà, chế nhà. Rồi, hôm nay phẫu đã hết. Rồi, thế bật, quay lại đây. Quẹo phải, đi thẳng lại đây chứ. Đừng xuất hiện con nào nữa nhé. Được, trái bật điện cho khu bên trái. Buồng đông lạnh, ok. Tới buồng đông lạnh, đi thẳng bên phải. Đây đúng không? Trong này có gì không? Ghê quá. Ồ, này tới 5 được ạ. Trước này lấy được cái súng. Đây như đây lấy cái gì đây? Tạm súng tiêu ly.
Đông lạnh. Chết mày, nó sống nhảy nhanh. Nhanh lên. Xong ở đây có lẽ từ cấp 2 đây. Oh man. Đi tới đây rồi, phải. Nghiệp xuất hiện con nào nó như hết đèn rồi thôi. Đây. Đừng xuất hiện nữa. Có lỗ mà không? Ta đã hết đạn rồi mày không? Này. Ok. Ồ, trong đây còn nữa, phòng nuôi cái. Chưa đủ, ăn một cái vô trứng gà chứ. Không cần đạn súng đâu. Đạn súng tự nhiên. Hết chưa? Rút súng đủ chế chưa? Rồi. Chưa, bây giờ mình thiếu thốn đạn dược như thế này. Còn 10 viên không biết đủ không. Ô, nó cho thêm rồi 15 viên. Ok, không nhé. Ủa, 5 viên, ok luôn. Này phải mở khóa cấp 3.
tranh thủ bình yên chúng ta lấy rồi. Tiếng nhắn tin cũng làm đang căng thẳng nhé. Bớt đi ấm đi. Còn nó cho nhiều đạn lắm. Đối tượng thí nghiệm bỏ trốn. Chúng tôi không thể thu hồi thi thể và một dụng cụ bên trong. Dụng cụ này đang nằm ở trong thi thể. Dụng cụ gì chúc mừng mình sẽ biết. Làm lần trước không đi kiếm dùng dòng. Cờ lê chứ mà tôi biết. Đó, con nào để giữ. Con này không biết có giữ không. Đây con này đang giữ này. Bắn một con kia sẽ thoát ra. Chạy nhanh không? Chạy nhanh chứ mày. Kia sống lại nhanh nhanh rồi trả cái cầu lên đây. Nhanh 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 để mấy con kia sống lại. Từ video lại tao cái ôi dồi ôi đau quá. Ây da, rồi bầm bầm. Bỏ luôn. Chiếc mắt tụi này thao máu quá. Bỏ luôn.
máu mà chả được gì thôi bỏ luôn. Để cứu ếch này. Giết nó còn nó là tốn thêm đạn của cái súng này. Mình đang muốn đi giật. Cho cứu ếch này thôi.遅くなった。いえ。ありがとう。薬持ってきてくれたんだ。立てるか?ロイスはどこ?君を心配してた。最後までな。急ごう。時間がない。こいつらを取り除く。 ルイスのためにも。 エイダ、情報が欲しい。寄生体を除去できる施設について何か知らないか? 重要な施設は全て山頂の教団本部に集まってる。あるとすればそこね。さすがだな、エイダ。光栄だわ、一つ貸しね。 Sao báo cáo dự pháp bức xạ? Rồi. Cơn đau vô cùng khủng khiếp và việc sử dụng nó có thể gây chết người. Cái này là năm răng năm thua đấy. Chắc chắn là diệt được ký sinh trùng nhưng mà có thể là yếu yếu rồi chết luôn. Ai hơn thì sống, xui thì chết. Cho nên cái thí nghiệm này cần phải làm ngoài. Wow. Còn cần thí nghiệm thêm nhiều lắm. Súng trường. Quặng tinh thể. Chỉ dùng để bán được 14k. Ghi chép của nghiên cứu viên bị nhốt. Annabelle không phải. Không biết có phải là một trong những cái con regenerator mà chúng ta mới diệt không? Chính những người thí nghiệm bây giờ trở thành vật thí nghiệm luôn.
mấy con rì generator đó thường là mấy cô gái đi, hoặc chủ thí nghiệm mấy cô gái. Nên là em ơi, coi chừng mấy công ty nó giết theo em ơi. Chưa đủ. Giờ cái này khó còn bán chết luôn đi. Bán được 3k mình cũng không cần tiền. Rất nhiều kho luôn. Nhanh nhanh em ơi. Bật cái gì mở khóa. Có tự tin quá không? Phá hủy toàn một mày đại lam. Giờ tôi chả cần mấy viên đá không? Tôi full hết súng đạn rồi. Mấy nhiệm vụ nào này dễ thì mình làm, chứ sau này có mấy cái săn chuột chạy vòng vòng thôi đẹp. Cũng không mở được. Không có tài liệu tài lũng gì hết. Thì không có hàng xịn đúng không? Tôi chết lại mà không có là mình chết. Tôi thuốc xịt 10k cờ lê bán. Để từ cấp 3 có nên bán mình nhiều hết xài luôn mà bán luôn. Cho bán vậy. Berry đỏ, kim cương vàng. Ấy mua kim cương vàng đi. Berry đỏ gắn đây. 5 màu, kiếm 5 màu khác nhau, kiếm hai cục này nữa là ok. Ok, thôi tập này cũng hơn 1 tiếng rồi, chúng ta dừng ở đây nhé. Game sắp hết rồi. Chắc chừng là cao lắm là 2 hoặc 3 tập nữa là xong. Nếu đi nhanh thì 2 tập. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like và share video. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye.